Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến dự chung vui cùng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư 10, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu. Cùng dự có lãnh đạo văn phòng, các ban của Quốc hội, lãnh đạo Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ ngành Trung ương. Về phía lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Trong không khí hân hoan ấm áp của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, bà con khu dân cư 10 phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu đã vui mừng báo cáo các cấp lãnh đạo những kết quả nổi bật trong phong trào thi đua của khu dân cư trong năm qua, đời sống nhân dân từng bước ổn định phát triển. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Sau 37 năm đổi mới, 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, nước ta đã đạt được những thành tựu, kết quả toàn diện, có ý nghĩa lịch sử, đúng như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp rất quan trọng của thành phố Đà Nẵng, quận Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc hiện nay và phường Hòa Hiệp trước đây. Chủ tịch Quốc hội vui mừng phấn khởi trước những kết quả mà khu dân cư số 10 cùng phường nhà đã đạt được thời gian qua, nhất là luôn đồng thuận, đồng hành cùng với thành phố, chấp hành thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc triển khai thực hiện dự án cảng Liên Chiểu. Mong bà con nhân dân sẽ tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng với thành phố, tháo gỡ những khó khăn phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho dự án tiếp tục được triển khai, đảm bảo tiến độ đề ra. Đồng thời, đề nghị bà con nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang, tinh thần tương thân tương ái, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt năm đoàn kết trọng điểm. Trong cái thời gian qua là khu dân cư của chúng ta dưới sự lãnh đạo của quận, của phường, rồi của chi bộ ở khu dân cư thì đã phải nói là phát huy cái truyền thống tương thân tương ái, đoàn kết, chia sẻ giúp đỡ nhau và đạt được rất nhiều các cái thành tựu. Và mỗi một khu dân cư, mỗi một phường mà cứ như thế này thì cộng lại là cả nước của chúng ta sẽ ngày càng phát triển thôi. Trong thời gian tới thì chúng tôi rất là mong muốn là khu dân cư của chúng ta tiếp tục làm tốt 5 cái đoàn kết trong khu dân cư, 5 cái đoàn kết trọng điểm là đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phát huy cái truyền thống đền ơn đáp nghĩa, đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường đoàn kết trong cái chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tích cực tham gia giám sát phản biện xã hội. Và đặc biệt là chúng tôi rất là mong muốn là bà con triển khai thực hiện tốt cái luật về dân chủ cơ sở mà Quốc hội vừa mới ban hành trong cái kỳ họp thứ tư vừa qua. Nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cũng đã tặng quà các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Dịp này, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác vận động Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ủng hộ thành phố Đà Nẵng 5 tỷ đồng xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.